Hơi say nhỉ. Anh, cho em hỏi là kia là mặt trăng hay mặt trời ạ? À, anh ơi, em không phải là người trái đất nên em cũng không biết ạ. Ôi trời ơi! Mẹ ơi, rơi cái ví ở đâu nhỉ? À, kìa. Ủa, may quá, vẫn còn tiền. Cứ tưởng mất cả. Tôi chỉ... Không sao, anh cứ lấy đi. Nhưng mà ví đấy của ai đấy ạ? À? Vừa tôi nhặt lên nhưng mà là của tôi mà. Ồ, vâng, xong anh định nói là anh quay lại anh lấy đúng không? Thật ra là cái này là của... Ồ, thế cái ví này không phải là của anh à? Ừ, đúng rồi, đâu phải của tôi đâu mà tôi... À, không phải, cũng... Vậy thì anh vẫn không biết là của ai? Ý tôi là vừa tôi mới ra đây thì... Vậy thì anh biết không? Cái ví này bây giờ sẽ là của tôi sẽ lấy lắm. À, từ từ, cái ví đó... Ê, thằng kia! Nhưng mà cái ví đấy có phải của mình không nhỉ? Quê, dễ thương đấy chị. Bé bao nhiêu tuổi vậy ạ? À? À, cháu nó được 108 tháng rồi em. 108 tháng... Bằng 9 tuổi. Đúng vậy, 9 tuổi. Ờ, 9 tuổi. Thế sao không nói thẳng?